Cây cầu đến xứ sở thần tiên, nơi chỉ dành cho chúng mình. Jess và Leslie chạy tít tới một cánh đồng trống đằng sau khu nhà cổ Perkins, rồi xuống tận nơi con lạch khô cạn, ngăn cách giữa vùng đất canh tác và cánh rừng rậm. Một cây táo dại già, cằn cỗi đứng ngay cạnh bờ con lạch đã khô cạn, và không biết từ bao giờ, ai đã mắc lên đó một sợi dây thừng thõng xuống đất. Hai đứa thay nhau, lần lượt bám vào sợi dây đu qua bờ bên kia con lạch. Một ngày thu rực rỡ, lúc bay bổng, ngước mắt lên nhìn, bạn sẽ có cảm giác như đang trôi bồng bềnh trong không trung. Jess ngả người về phía sau, tận hưởng ánh sáng rực rỡ của bầu trời với cảm giác dập dờn như một đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt. Cậu có biết chúng mình cần cái gì không? Leslie lớn tiếng hỏi. Đang lặn ngụp trong khung cảnh thiên đường như vậy, Jess chẳng còn có thể nghĩ rằng phải cần đến bất cứ thứ gì trên trái đất nữa cả. Chúng mình cần một nơi nào đó, Leslie nói, một nơi chỉ dành cho hai đứa chúng mình thôi. Đó sẽ là một nơi bí mật và chúng mình sẽ không cho bất kỳ ai trên thế giới này biết cả. Jess lấy đà, đu ngược lại và thả chân xuống làm phanh hãm dừng lại. Leslie hạ thấp giọng thì thào. Nơi đó sẽ là một vương quốc bí mật, con bé tiếp tục nói. À, hai đứa mình sẽ là những chủ nhân cai quản vương quốc đó. Chương 1. Jesse Oliver Aaron. Barum, barum, barapiti, barapiti. Thật là tuyệt, người ta đã đón bố đi rồi. Vậy là mình có thể dậy ngay lập tức. Jess trườn khỏi giường và chui ngay vào áo trùm đầu, chẳng cần quan tâm đến áo sơ mi nữa, vì khi chạy thế nào cũng sẽ vã mồ hôi, ngay cả khi trời sáng còn se lạnh như hôm nay. Jess cũng chẳng buồn xỏ giày vào nữa, vì gan bàn chân của nó cũng đã đủ chai sạn để thay thế đôi giày đã mòn cả đế của mình. Jess đi đâu đấy? Maybelle đang ngủ cùng với Joyce Ann trên chiếc giường đôi, ngóc đầu lên hỏi với giọng ngái ngủ. Xuyệt, Jess cảnh báo. Tường mỏng lắm, mẹ sẽ phát khùng lên như những con ruồi trong hũ hoa quả nếu mọi người làm bà thức dậy vào lúc này đấy. Jess vuốt nhẹ mái tóc của Maybelle, kéo chăn đắp lên đến tận chiếc cằm nhỏ xíu của con bé rồi thì thầm. Ra cánh đồng thả bò thôi mà. Maybelle cười rồi rúc ngay vào chăn ngủ tiếp. Anh lại đi chạy à? Có thể. Tất nhiên là Jess sẽ đi chạy rồi. Suốt cả mùa hè, sáng nào nó cũng dậy từ rất sớm để chạy. Nó luôn nghĩ nếu kiên trì luyện tập chăm chỉ như vậy, có chúa chứng giám, nó sẽ trở thành người chạy nhanh nhất trong khối lớp 5 vào đầu năm học tới. Dứt khoát mình sẽ là người chạy nhanh nhất, chứ không phải là một trong những người chạy nhanh nhất hay chạy nhanh thứ nhì được. Nhất định mình phải là người chạy nhanh nhất, phải là người đứng đầu, không thể khác được. Jess nhón nhén ra khỏi phòng, sàn nhà như muốn phản lại nó, mỗi bước chân đều tạo ra tiếng lạo xạo, mặc dù nó đã phát hiện ra rằng nếu đi nhón chân thì tiếng động sẽ nhỏ hơn rất nhiều và nó sẽ có thể thoát ra khỏi nhà mà không đánh thức mẹ, Ellie hay Brenda hay cả Joyce Ann nữa. Maybelle thì không sao cả, con bé chỉ sắp được 7 tuổi và lại có phần kính nể mình. Điều này đôi lúc cũng có lợi cho mình đấy chứ. Là một đứa con trai, sống giữa 4 chị em gái mà hai chị gái thì đã chẳng khoái gì mình kể từ khi mình không còn cho hai chị mặc quần áo hay đẩy mình đi chơi trên chiếc xe đẩy cũ xích nữa. Đứa em gái út thì lần nào cũng khóc mỗi khi mình làm trò mắt lác và nhìn nó. Thật cũng thích khi vẫn còn một đứa em gái quý và nể mình. Mặc dù đôi khi cũng bất tiện thật. Jess đi tắt qua sân, hơi thở bốc khói vì trời vẫn còn lạnh, nhất là vào sáng sớm, mặc dù đã bước vào tháng 8. Nhưng đến trưa, khi mẹ kêu nó ra giúp việc, thì trời đã ấm nhiều rồi. Cô bỏ cái Bessie nhìn Jess chằm chằm với cặp mắt ngái ngủ khi nó trườn qua đống đồ đạc, vọt qua hàng rào và xuống cánh đồng cỏ. Bessie ngẩng đầu lên nhìn nó với cặp mắt nâu, to ngỡ ngàng, hơi cụp xuống và kêu như thể nó là một Maybelle nữa. Bessie à,
Jess dịu dàng nói, sao dậy sớm vậy, ngủ tiếp đi. Bessie đi vòng qua đám cỏ xanh, lúc này hầu hết đồng cỏ đã chuyển sang màu nâu và ngoạm đầy một mồm nhai ngon lành. Bessie ngoan nào, ăn sáng đi nhé, đừng nhìn tao như vậy. Jess luôn bắt đầu chạy từ góc vườn phía tây bắc với tư thế cúi xuống như những vận động viên thực thụ mà nó đã nhìn thấy trong chương trình thể thao của thế giới động vật hoang dã. Bắt đầu, Jess nói và co cẳng chạy như bay vòng quanh cánh đồng cỏ. Bessie cũng lững thững giữa cánh đồng và vẫn dõi đôi mắt hơi cụp xuống nhưng không ngừng quan sát Jess trong khi miệng vẫn nhai bỏm bẻm. Bessie chẳng phải là con bò cái đẹp nhưng cũng đủ thông minh để tránh khỏi vòng cua của Jess. Mái tóc màu vàng rơm của Jess dập dờn trước trán, tay chân chuyển động nhanh nhẹn, nhịp nhàng. Jess chưa từng học để làm vận động viên chạy thực thụ, nhưng cặp giò của nó thật dài so với lứa tuổi lên 10 và chẳng ai có thể sánh kịp sức bền bỉ, dẻo dai của nó. Trường tiểu học La Creek thiếu đủ thứ, nhất là dụng cụ thể thao, nên toàn bộ những quả bóng của nhà trường đều bị bọn con trai lớp lớn tranh mất vào những giờ nghỉ sau bữa trưa. Ngay cả khi những đứa con trai lớp 5 có chiếm được bóng ngay từ đầu giờ, rốt cuộc chẳng mấy chốc cũng lại lọt vào tay những học sinh lớp 6 hoặc lớp 7 ngay trong nửa đầu giờ chơi. Bọn con trai lớn luôn chiếm những phần sân khô ráo để chơi bóng, trong khi bọn con gái chỉ túm tụm chơi lò cò hay nhảy dây hoặc túm 5 tụm 3 trò chuyện. Chính vì chẳng thể nào tranh được bóng với bọn con trai lớp lớn, nên bọn con trai lớp bé đành phải chơi môn chạy ở vùng sân xa để tránh những chỗ bị lún, sình lầy. Errol Watson chạy chẳng tốt chút nào, nhưng được cái to mồm nên luôn là đứa ra khẩu lệnh cho cả bọn chạy đua từ đầu sân này đến đầu sân bên kia. Năm ngoái đã có lần Jess chạy về nhất, dù chỉ có một lần duy nhất, nhưng như vậy cũng đủ để nó nếm được cái mùi vị của kẻ chiến thắng. Suốt từ năm lớp 1 đến giờ, Jess luôn là thằng bé nhỏ con, nhưng lúc nào cũng chỉ mấp mé giải nhất và luôn luôn hòa với mọi đối thủ. Cho tới một ngày thứ hai đầu tuần, ngày 22 tháng 4, bất chấp mưa phùn, Jess đã vượt lên tất cả và về đích đầu tiên, đôi giày đạp bùn lấm bê bết và văng khắp người. Suốt ngày hôm đó và cho đến tận bữa trưa ngày hôm sau, Jess vẫn bảo vệ được danh hiệu của mình và là đứa chạy nhanh nhất trong cả ba khối lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Lúc đó Jess mới đang học lớp 4. Thế rồi đến ngày thứ ba, như thường lệ, Wayne Purtis lại giật lại chức vô địch của mình. Nhưng năm nay Wayne Purtis lên lớp 6, nó sẽ tham gia chơi bóng đá tới tận lễ Giáng sinh và chơi bóng chày tới tháng 6 với bọn con trai lớp lớn. Và như vậy thì bất kỳ đứa nào cũng có cơ hội giành giải nhất. Và năm nay chắc chắn Jess Oliver Aarons sẽ là người chạy nhanh nhất. Jess vung mạnh hai cánh tay, cúi đầu xuống lấy đà và nó còn nghe như thấy cả tiếng bọn con trai lớp 3 đang la hét cổ vũ, rồi chạy theo nó như chạy theo một ngôi sao hát nhạc đồng quê. Maybell chắc sẽ vân vê cúc áo, sung sướng thấy anh trai mình là người giỏi nhất và chạy nhanh nhất. Thế cũng đủ để bọn lớp 1 có cái gì đó mà ngẫm nghĩ rồi. Ngay cả bố chắc cũng sẽ rất tự hào về mình. Jess lại cắm đầu chạy vòng quanh sân. Nó không thể đợi lâu hơn được nữa, vội vã co cẳng chạy và mỗi lúc một nhanh hơn. Maybell chắc sẽ kể lại cho bố nghe và như vậy cũng tốt hơn vì sẽ không ai nghĩ Jess là đứa hay khoe khoang. Chắc chắn bố sẽ rất tự hào và quên cả mệt nhọc sau chuyến công du vất vả tại Washington. Về đến nhà chắc bố sẽ nằm lăn ra sàn mà vặn vẹo người cho giãn xương giãn cốt như mọi lần. Lần này chắc bố sẽ phải ngạc nhiên vì thằng con trai của mình trong vòng 2, nhưng nó sẽ vẫn cố chạy tiếp với quyết tâm dạy cho cái lồng ngực yếu ớt đáng thương của mình biết rằng ai là người có quyền ra lệnh ở đây. Jess! Lần này đến lượt Maybell lớn tiếng gọi từ sau đống đồ lặt vặt. Mẹ bảo anh phải về ăn ngay lập tức, rồi hãy vắt sữa bò. Đúng là nhiều chuyện, nó đã chạy quá lâu rồi và mọi người bắt đầu để ý đến nó. Được rồi, Jess ngoái cổ trả lời, nhưng vẫn tiếp tục chạy về hướng đống đồ lặt vặt, vẫn giữ nguyên nhịp điệu của mình, trèo qua hàng rào, dúi ngón tay cái lên đầu Maybell, rồi đi thẳng vào phòng. Ôi, nhìn ngôi sao Olympic của chúng ta kìa. Ellie vừa nói vừa gõ hai cốc cà phê lên bàn làm cà phê sóng cả ra ngoài. Mồ hôi đầm đìa như thể con la vừa đi chở đồ vậy. Jess vén mớ tóc đẫm mồ hôi rủ xuống mặt, rồi ngả người trên chiếc ghế gỗ dài. Nó bỏ hai thìa đường đầy vào cốc cà phê nóng của mình, rồi húp từng ngụm một để khỏi bị bỏng. Mẹ ơi, nó bốc mùi hôi quá. Brenda dùng ngón tay út bịt mũi kêu. Mẹ nói nó đi tắm ngay đi mẹ. Đi tắm ngay.
mẹ ra lệnh, mặc dù vẫn không rời mắt khỏi bếp lò. Vào bồn tắm ngay đi, đừng để mẹ phải nói nhiều. Đồ ăn cháy cả rồi đây này. Mẹ, lại cháy nồi nữa rồi. Brenda làu bầu. Lạy Chúa, nó mệt lắm rồi, tất cả cơ bắp trên người nó đều đau ê ẩm. Nghe mẹ nói rồi chứ, Ellie quát với theo Jess khi nó ra khỏi phòng. Con không thể chịu đựng nổi nó nữa đâu mẹ, Brenda lại cau có nói. Mẹ bắt nó lau hết cái mùi hôi hám của nó trên ghế đi. Jess đã nằm áp cái mặt đẫm mồ hôi của mình vào chiếc ghế dài. Jessie, mẹ nhìn nó la lớn, mặc áo vào. Vâng ạ. Jess lết ra bồn tắm, vã nước vào mặt và hai cánh tay, nước lạnh sờn gai ốc. Maybell đứng ngay cửa bếp nhìn anh. Lấy giúp anh cái áo đi, Maybell. Con bé định mở miệng từ chối nhưng cuối cùng lại nói, lẽ ra anh không nên dúi đầu em như thế, rồi ngoan ngoãn đi lấy áo cho anh. Maybell thật dễ chịu, còn Joyce Anne 4 tuổi rồi mà lúc nào cũng nhõng nhẽo. Sáng nay mẹ có rất nhiều việc phải làm đấy, mẹ nói khi lũ trẻ đang ăn bột yến mạch với nước sốt. Mẹ là người vùng Georgia nên luôn nấu món đó. Mẹ à, Ellie và Brenda cùng thốt lên một lúc như cặp song ca. Mấy đứa con gái này trốn việc nhanh hơn cả châu chấu nhảy khỏi ngón tay. Mẹ à, mẹ hứa với con và Brenda là cho bọn con đi sắm dụng cụ học tập tại Miss Burke rồi mà. Tiền đâu mà cho chúng mày đi mua đồ dùng học tập bây giờ? Mẹ à, chúng con chỉ đi xem thôi mà. Chỉ có Chúa mới bắt Brenda thôi lèo nhèo như vậy. Giáng sinh đến nơi rồi, chẳng nhẽ mẹ không muốn chúng con có một niềm vui nào hay sao? Bất kỳ niềm vui nào, dù nhỏ nhất cũng được mà, Ellie nhắc lại một cách chắc chắn. Im mồm! Ellie chẳng thèm để ý đến mẹ nói gì, tiếp tục nói. Miss Timmons sắp qua đón chúng con rồi. Con đã nói với Loli từ hôm chủ nhật là mẹ đồng ý rồi. Bây giờ làm sao con lại nói với nó là mẹ thay đổi ý định kia chứ? Được, chúng mày cứ việc đi, nhưng tao không có tiền cho chúng mày đâu đấy. Một khoản tiền, có cái gì đó thì thầm trong đầu Jess. Con biết rồi mà mẹ, chúng con chỉ xin 5 đô la mà bố đã hứa cho chúng con thôi. Chúng con có xin thêm đâu. 5 đô la nào? Ôi mẹ, mẹ vẫn nhớ mà. Giọng Ellie nhẽo nhẹt như thể ngôi sao hỏa đang bị nóng chảy. Tuần trước bố nói là phải chuẩn bị cái gì đó cho mấy đứa con gái chúng con khi vào năm học mới mà. Được rồi, cầm lấy và đi đi, mẹ cáu kỉnh nói, với tay lấy chiếc ví giả ra trên giá phía trên bếp, móc ra đồng 5 đô la đã nhầu nát. Mẹ, Brenda lại tiếp tục nằn nỉ, mẹ có thể cho chúng con thêm 1 đô la nữa được không ạ? Chỉ 1 đô la nữa thôi, và như vậy mỗi đứa chúng con sẽ có 3 đô la. Không, Ellie vùng vằng đứng dậy dọn bàn ăn. Hôm nay đến lượt Brenda rửa chén bát đó, Ellie la lớn. Ôi, Ellie! Jess thấy Ellie chọc cán thìa vào Brenda. Brenda vừa mới mở cặp môi chát son đỏ choét ra định la lớn, nhưng nó đã kịp kiềm chế bằng cách bỏ ra ngoài để không làm mẹ bực mình thêm. Mặc dù so với Ellie thì Brenda vẫn là người đành hanh hơn. Vậy là cũng như mọi lần, Jess lại là đứa phải thu dọn những gì hai chị bỏ lại. Mẹ chẳng khi nào buông em bé ra để làm gì cả. Nhưng nếu Jess làm công việc còn lại thì thế nào cũng có thể nói Maybell giúp nó gì đó. Buổi chạy sáng nay có phần quá sức, nó uể oải gục đầu xuống bàn, nghe có tiếng chiếc xe buýt giả cỗi của nhà Timosis. Nếu có bố ở nhà, thế nào ông cũng nói xe đòi ăn dầu rồi. Ellie và Brenda cũng vui vẻ nói líu díu. Jess, đủ rồi đấy, hãy nhấc tấm thân lười nhác của mày ra khỏi cái ghế đó đi. Những chiếc vú của Bessie chắc là đang lết trên mặt đất rồi đó, mày còn phải hái đỗ nữa đấy. Lười nhác, nó là một thằng lười nhác ư? Jess vẫn cố chần chừ thêm một chút nữa, rồi mới chịu nhấc cái đầu nặng trịch ra khỏi mặt bàn. Jessie! Vâng, con đi làm ngay đây. Chính Maybell đã ra tận ruộng đậu để thông báo cho Jess biết có những người lạ đang chuyển đến khu nhà cổ Perkins ngay phía dưới trang trại của nhà nó. Jess gạt mớ tóc rủ xuống mặt, nheo mắt nghĩ ngợi. Thảo nào, nó thấy chiếc xe tải chất đầy đồ đạc đỗ trước cửa nhà nó đã lâu rồi, chắc họ cũng chẳng ở được lâu đâu. Vùng Perkins này toàn là những ngôi nhà đã cũ rích, chẳng còn mấy ngôi nhà tốt nữa. Ai đó đến đây chẳng qua là không có chỗ nào khác thôi, và chắc chắn cũng sẽ chẳng trụ được bao lâu.
thế nào rồi họ cũng phải cuốn gói đi sớm. Sau này Jess nghĩ lại, không ngờ sự kiện này lại là sự kiện lớn nhất trong cuộc đời của mình. Vậy mà lúc đó nó lại thờ ơ chẳng thèm đếm xỉa gì. Những con ruồi bay vè vè xà sát vào mặt và đôi vai đẫm mồ hôi của Jess. Nó ném nắm đậu vào sọt, rồi dùng cả hai bàn tay xua ruồi. Đưa áo đây cho anh Maybell. Lũ ruồi lúc này còn đáng quan tâm hơn cả chiếc xe tải chở đồ kia. Maybell lật đật lội tới tận cuối luống đậu, nơi Jess lúc trước đã quăng chiếc áo phông, nhón hai ngón tay nhấc chiếc áo giơ ra phía trước. Áo hồi quá! Im đi! Jess giật lấy chiếc áo từ tay Maybell rồi bỏ đi. Chương 2. Leslie Burke. Mãi tới 7 giờ tối, Ellie và Brenda mới về. Jess đã hái đỗ xong và giúp mẹ cất đỗ vào hộp. Mẹ chưa bao giờ cất đỗ vào hộp khi chúng còn đang nóng hầm hập như vậy. Lò đốt suốt ngày làm căn bếp chật hẹp, nóng hừng hực chẳng khác nào địa ngục. Tuy vậy sự cáu gắt của mẹ còn đáng sợ hơn nhiều. Suốt cả chiều mẹ không ngớt la mắng Jess, và đến lúc này bà đã quá mệt đến mức chẳng còn muốn nấu bữa tối nữa. Jess quết bơ lạc lên bánh mì cho hai đứa em gái nhỏ và cho cả mình luôn. Nhiệt độ trong bếp vẫn nóng hầm hập, cùng với mùi đỗ sộc lên nồng nặc đến buồn nôn, nên ba anh em đành ra ngoài sân ngồi ăn. Chiếc xe tải vẫn đỗ tại khu Perkins, nhưng Jess chẳng thấy ai cả. Chắc họ đã dỡ đồ xong và vào nhà rồi. Hy vọng nhà mới dọn đến cũng có bạn gái khoảng 6-7 tuổi như em, Maybell nói. Em muốn có bạn chơi với mình. Mày có Joyce Anne rồi còn gì? Em không thích chơi với Joyce Anne, nó chỉ là một đứa bé, chẳng biết gì hết. Joyce Anne chề môi, hai đứa đều nhận thấy môi con bé run run trực khóc. Ngay lập tức, con bé vừa vặn vẹo thân hình mũm mĩm của mình, vừa khóc ré lên. Đứa nào trêu em đấy? Mẹ thò đầu ra khỏi cửa bếp hét. Jess thở dài, vội nhét ngay mẩu bánh mì cuối cùng vào cái miệng đang há ngoác ra của Joyce Anne. Con bé tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng đành mím môi, giữ món quà miễn cưỡng trong miệng. Nhờ vậy mà Jess thoát được cơn thịnh nộ của mẹ. Jess đóng cửa đi vào, nhẹ nhàng ngang qua chỗ mẹ đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế trong bếp xem TV. Jess lui về căn phòng mà nó ở chung với hai đứa em, thò tay xuống dưới tấm khăn trải giường, lấy ra tập giấy và mấy cái bút chì, nằm sấp bụng xuống giường, cắm cúi vẽ. Jess vẽ mấy người uống rượu whisky và cảm thấy sự thanh thản di chuyển dần dần từ cái đầu căng thẳng đến những cơ bắp mỏi nhừ của mình. Jess rất thích vẽ, nhất là vẽ muông thú, nhưng không phải là con bò bình thường như cô bò cái Pesis hay những con gà bình thường, mà là những con thú có phần kỳ dị và chúng đang trong những tình huống khó khăn. Không hiểu vì lý do gì mà Jess rất thích để những con vật của mình ở những tình huống như vậy. Lúc này nó đang vẽ con tê giác đang chạy từ một sườn núi ra biển, trong khi những con cá mập đầu thập thò nhô lên khỏi mặt nước, trố mắt nhìn ngỡ ngàng. Một quả khinh khí cầu lơ lửng phía trên, lẽ ra phải là đầu con tê giác, nhưng theo cách vẽ của Jess thì đó là mông con tê giác với lời chú thích: tôi quên kính. Jess sung sướng mỉm cười với tác phẩm của mình. Nó tin chắc rằng nếu cho Maybell xem thì thế nào nó cũng phải rất vất vả giải thích sự hài hước của bức vẽ. Có lần nó đã giải thích cho em và Maybell đã cười ngặt nghẽo như xem phim hoạt hình trên TV vậy. Nó cũng rất muốn cho bố xem những bức vẽ của mình nhưng không dám. Hồi còn học lớp 1, nó đã có lần nói với bố là khi lớn lên nó muốn trở thành nghệ sĩ và nghĩ thế nào bố cũng sẽ hài lòng. Nhưng ngược lại, bố đã bực mình và hỏi: không biết cái trường quái gở đó họ đã dạy dỗ thằng bé những gì, và những bà già ở đó đang biến thằng con trai duy nhất của mình thành... Bố đã kịp dừng, không thốt ra những từ cuối cùng đó, nhưng Jess đã biết ông định nói gì và nó không thể nào quên cái từ đó dù cho đã 4 năm trôi qua. Tệ hơn nữa là chẳng có một giáo viên nào ở trường thích những bức vẽ của Jess cả. Mỗi khi thấy nó vẽ, họ đều phàn nàn về những lãng phí, nào là phí thời gian, phí giấy, rồi phí cả năng lực nữa. Duy chỉ có cô giáo dạy nhạc, cô Edmunds. Cô là người duy nhất mà Jess dám chia sẻ tất cả, nhưng cô lại chỉ dạy ở trường có 1 năm và chỉ vào những ngày thứ 6 mà thôi. Cô Edmunds thực sự là một trong những bí mật mà Jess cất giữ.
Nó rất yêu cô, không giống như tình yêu mà Ellie hay Brenda vẫn nói và cười khúc khích trên điện thoại, mà là một tình yêu thật sự, sâu sắc đến mức không thể nói hết được, thậm chí ngay cả trong ý nghĩ cũng không thể diễn tả nổi. Mái tóc đen, dài thật hợp với cặp mắt to, xanh biếc của cô. Cô có thể chơi đàn guitar như một ngôi sao trong ban nhạc, và giọng nói ngọt ngào của cô thật sự làm Jess cảm động. Cô đúng là một thiên thần, và hơn tất cả, cô Edmund cũng rất quý nó. Một ngày đông năm ngoái, Jess đã tặng cô một trong những bức vẽ của mình. Nói đúng hơn là nó chỉ dám dúi vào tay cô, rồi bỏ chạy. Thứ sáu tuần sau, cô đã gọi nó ở lại và gặp cô sau giờ học và đã ca ngợi rằng nó đúng là một thiên tài hiếm có và căn dặn nó đừng để bất cứ cái gì làm mình nản lòng và hãy cố gắng duy trì và phát triển tài năng của mình. Với cách hiểu của mình, Jess đinh ninh rằng trong con mắt của cô Edmunds, nó luôn là đứa trẻ đứng hàng đầu nhất về mọi mặt. Không phải là đứa đứng hàng đầu ở trường hay ở nhà, nhưng vẫn là nhất theo đúng nghĩa của từ đó. Nó vẫn ấp ủ sự ghi nhận và tán dương đó như một tài sản riêng của mình. Nó thấy mình thật sự giàu có và còn rất giàu với cái kho báu mà không ai khác ngoài nó và cô Edmunds biết, mặc dù cô không phải là người trong gia đình nó. Đúng là đồ hippie. Đó là cách mà mẹ nó mô tả cô Edmunds với Brenda khi Brenda đang học lớp 7. Hippie là một phong trào, một lối sống bắt nguồn từ nước Mỹ những năm 1960 và 1970. Cứ cho là như vậy, Jess sẽ chẳng tranh luận gì về điều đó. Nhưng trong con mắt của mình, Jess vẫn thấy cô Edmunds thật xinh đẹp. Cô đúng là một sinh vật tuyệt vời trong thế giới hoang dại, bị nhốt vào cái lồng cũ kỹ trong cái trường này, có thể do một sự nhầm lẫn nào đó. Mặc dù vậy, nó hy vọng và luôn cầu nguyện để cô Edmunds không bao giờ ra khỏi cái lồng đó và đừng bao giờ bay đi mất. Nó sẵn sàng chấp nhận cả tuần lễ buồn tẻ tại trường để đợi đến những buổi chiều ngày thứ sáu khi hai cô cháu có thể ngồi trò chuyện trên chiếc ghế rách nát trong phòng giáo viên. Thật ra cũng chẳng còn chỗ nào khác trong trường để cô Edmunds có thể bày dụng cụ của mình ra để hát những bài hát như Trái khinh khí cầu của tôi, đây là mảnh đất của anh, hãy luôn là chính bạn và tôi, thổi vào ngọn gió, vì ông hiệu trưởng Turner luôn yêu cầu cô hát bài Chúa phù hộ cho nước Mỹ. Cô Edmunds thường gầy đàn guitar và cho lũ học sinh lần lượt hát theo hay phụ họa bằng đủ những loại nhạc cụ khác để tạo thành một ban nhạc đặc biệt. Tất cả giáo viên trong trường đều ghét những ngày thứ sáu và cũng nhiều học sinh giả vờ phụ họa theo để bài xích cô Edmunds. Jess biết thừa là bọn chúng giả vờ tẩy chay cô Edmunds để lấy lòng những giáo viên khác. Giống như thực tế chiến tranh Việt Nam đã qua lâu rồi, nhưng cũng sẽ vẫn tốt hơn nếu nó đã không xảy ra. Bọn học sinh thường chế nhạo phong cách của cô Edmunds vì cô không đánh son hoặc cô hay mặc quần jeans có những vết cắt. Thật ra cô Edmunds là cô giáo duy nhất trong trường tiểu học Lark Creek mặc quần thay vì mặc váy. Điều này chắc dễ dàng được chấp nhận tại Washington hoặc những vùng lân cận hoặc ngay cả vùng Pittsburgh. Chứ còn ở cái vùng Lark Creek xa xôi hẻo lánh này thì cũng cần một thời gian dài nữa để mọi người quen dần với những điều mới lạ đã được chấp nhận ở những nơi khác thông qua các chương trình TV. Cứ vào ngày thứ sáu, bọn học sinh trường tiểu học Lark Creek ngồi trong lớp hóng nghe âm thanh huyên náo nhộn nhịp vọng ra từ phòng giáo viên, rồi mỗi lớp được phân nửa giờ đồng hồ học trong sự vui vẻ, nhiệt tình của cô Edmunds cùng vẻ đẹp hoang dại của cô. Vậy mà hết giờ học nhạc, bọn chúng lại ra khỏi lớp, lại vờ tỏ ra khó chịu với chiếc quần jeans bó kiểu hippie và với cách trang điểm của cô, vì cô giáo chỉ vẽ mắt chứ không hề bôi son. Jess chẳng có cách nào bảo vệ cô Edmunds khỏi sự bất công và những sự giả dối của bọn chúng nên đành cắn răng im lặng. Hơn nữa, cô Edmunds ở một tầm cao hơn hẳn tất cả những hành vi ngốc nghếch nên điều đó cũng chẳng hề hấn gì với cô cả. Mỗi khi có cơ hội, Jess lại dành vài phút vào những ngày thứ sáu để được đứng cạnh cô Edmunds, để được nghe giọng nói êm dịu, ngọt ngào cùng lời khẳng định của cô rằng nó là một đứa trẻ thông minh và tinh tế. Jess thường tự nhủ, mình và cô Edmunds thật giống nhau, chúng mình giống nhau, Julia xinh đẹp. Những âm tiết đó cứ vang lên trong đầu nó như những tiếng đàn guitar. Chúng mình, Julia và tôi không thuộc về Lark Creek. Em đúng là một viên kim cương giữa đám sỏi đá. Có lần cô Edmunds đã nói với nó như vậy và nhẹ nhàng đặt ngón tay như có điện lên mũi nó, làm nó giật nảy người. Đối với Jess, chính cô Edmunds mới là viên kim cương tỏa sáng giữa vùng đầm lầy. Jessie!
Jess vội dúi tập giấy vẽ cùng mấy chiếc bút chì dưới tấm khăn trải giường, rồi nằm ngửa ra, tim đập thình thịch, lồng ngực phập phồng. Mẹ đã đứng ngay ở cửa. Mày đã vắt sữa bò chưa đấy? Jess vội nhảy ra khỏi giường. Con làm ngay đây. Nó đi vòng qua sau lưng mẹ, ra khỏi phòng và ngay lập tức vớ lấy chiếc thùng đựng sữa bên cạnh bồn tắm và chiếc ghế đòn ngay cạnh cửa trước khi mẹ căn vặn xem nó vừa làm gì trong phòng. Ánh đèn vẫn hắt ra từ cả ba tầng của khu nhà Perkins cũ kỹ. Trời cũng đã nhá nhem tối. Bầu sữa của cô bò cái Bessie đã căng mọng nên cô đi lại chẳng dễ dàng chút nào. Lẽ ra cô phải được vắt sữa từ 2 giờ trước đây rồi. Jess ngồi xuống chiếc ghế đòn, bắt đầu vắt. Dòng sữa ấm hôi hổi vọt mạnh vào thùng để hứng bên dưới. Thỉnh thoảng lại có tiếng một chiếc xe tải với ánh đèn lờ mờ chạy vụt qua, vọng lên từ phía dưới đường. Bố cũng sắp về rồi, và cả mấy người chị gái kia nữa. Chúng đã tìm cách lẻn đi chơi, bỏ mặc mẹ và Jess với bao việc nhà ngổn ngang. Jess không hiểu mấy chị sẽ mua những gì với số tiền ấy. Nó đã chẳng dám xin mua tập giấy vẽ và bút chì màu tử tế hơn, để khỏi phải dùng những cái bút màu cứng ngắc của nhà trường. Mỗi lần vẽ nó ấn mạnh đến nỗi rách cả giấy, mà màu vẫn không ra. Một chiếc xe tiến lên sát cửa, xe của nhà Timosis. Hai chị gái đã kịp về nhà trước bố. Jess có thể nhận ra tiếng nói vui vẻ của hai người chị và tiếng cửa xe sập mạnh. Mẹ chắc lại phải lo bữa tối cho họ, và khi vắt xong mang sữa vào nhà, thế nào cũng lại thấy hai chị đang cười nói rôm rả, chẳng hề áy náy chút nào. Mẹ thậm chí còn quên rằng mình đang rất mệt và rất bực mình. Chỉ có Jess lúc nào cũng là kẻ phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của mẹ. Đôi khi nó cảm thấy thật cô đơn giữa những người đàn bà trong nhà, ngay cả khi con gà trống duy nhất cũng lăn ra chết và chẳng ai nghĩ đến chuyện mua một con khác để nuôi thay thế cả. Bố thì đi từ tinh mơ đến tối mịt mới về, thì làm sao có thể biết được những cảm nhận của nó suốt cả ngày cơ chứ. Ngày nghỉ cuối tuần cũng chẳng hơn gì. Bố đã quá mệt mỏi với những công việc cực nhọc suốt cả tuần, nên ông thường ngủ li bì ngay trước màn hình TV. Có lẽ đó là chỗ duy nhất bố có thể nghỉ ngơi thực sự và không làm bất cứ một việc gì đó. Anh Jess này, Maybell gọi. Đúng là con bé không bao giờ để Jess được yên với những suy nghĩ riêng tư của mình. Mày lại muốn gì đây? Con bé co người lại. Em kể cho anh chuyện này, Maybell ngách đầu nói. Giờ này lẽ ra mày phải đi ngủ rồi chứ, Jess cáu kỉnh nói. Ellie và Brenda về rồi đấy. Về rồi thì có liên quan gì đến tao nào? Không hiểu sao Jess lại cáu con bé, mặc dù trong lòng vẫn muốn nghe thông tin của nó. Ellie mua cho mình một chiếc áo mỏng dính, mẹ đang bực mình lắm. Được lắm, Jess nghĩ, nhưng điều đó thì có gì mà vui, Jess nói. Ôi, bố! Maybell reo lên vui sướng và chạy về phía đường cái. Jess thấy bố dừng chiếc xe tải lại, cúi xuống mở cửa cho Maybell trèo lên. Jess buồn bã quay mặt đi, ghen tị với sự may mắn của em gái. Con bé sẽ chạy theo bố, ôm bố và hôn bố. Jess cảm thấy tim đau nhói khi thấy bố cúi xuống ôm hôn hoặc nhấc bổng những đứa em lên cho chúng ngồi lên vai mình. Dường như nó đã quá lớn, lớn ngay từ khi nó mới sinh ra, để được hưởng những sự âu yếm đó của bố mẹ. Thùng sữa đã đầy ắp, Jess vỗ nhẹ cô bò Bessie và đẩy nó sang một bên, đặt chiếc ghế đòn lên tay trái và khệ nệ mang thùng sữa vào nhà, hết sức cẩn trọng để không một giọt sữa nào sánh ra ngoài. Sao vắt sữa muộn thế hả con trai? Đó là câu duy nhất mà bố nói với nó suốt cả buổi tối hôm đó. Sáng hôm sau, Jess không sao nhấc nổi mình dậy khi tiếng chuông báo thức reo lên. Nó không thể tưởng tượng được là mình mệt đến nhường nào cho tới khi tỉnh hẳn, khi Maybell dúi khuỷu tay nó hỏi: "Anh không đi chạy à?" "Không," Jess trả lời, "hôm nay tao đi bay chứ không chạy được nữa." Nó quá mệt và đã phải gồng mình nhiều hơn, luôn tưởng tượng ra Wayne Pettis ở phía trước và cố chạy cho kịp. Hai bàn chân chạy thục mạng trên nền đất gồ ghề, vung mạnh hai cánh tay và nghĩ rằng mình đã đuổi kịp được Wayne Pettis. "Trông này, Wayne Pettis," Jess nói qua kẽ răng, "thế nào tao cũng đuổi kịp mày, mày không thắng được tao đâu." "Nếu mày sợ con bò đến thế," có tiếng ai đó nói, "sao mày không trèo lên hàng rào đi?" Jess dừng lại đột ngột ngay trước mặt người vừa hỏi mình, loạng choạng muốn ngã vì mất thăng bằng. Jess không thể nhận ra người đang ngồi đung đưa cặp giò nâu sậm ngay cạnh khu nhà Perkins cũ kỹ đó là một đứa con trai hay là con gái nữa. Mái tóc nâu cắt lởm chởm trước trán, nó mặc một chiếc áo phông xanh đã bạc phếch và chiếc quần jean cắt cụt đến đầu gối.
Xin chào. Người đó cất tiếng chào trước và hất đầu về hướng khu nhà Perkins nói, nhà tớ vừa mới chuyển đến sống ở đây. Jess vẫn đứng như trời trồng, trố mắt nhìn người đang nói chuyện với mình. Người đó tụt xuống khỏi hàng rào, tiến lại gần Jess nói, tớ nghĩ là chúng ta sẽ là những người bạn tốt, cũng chẳng có mấy người sống quanh đây. Con gái, chắc chắn là con gái rồi. Jess cũng chẳng hiểu tại sao tự nhiên nó lại khẳng định như vậy. Nó cũng chỉ cao bằng mình thôi. Jess có vẻ hài lòng phát hiện ra điều đó khi đứa con gái kia tiến lại gần mình hơn. Tớ là Leslie Burke. Ngay cả cái tên của con bé cũng có thể dùng để đặt cho con gái hay con trai đều được. Nhưng lúc này thì nó đã chắc chắn rằng mình đã đoán đúng. Sao vậy? Cái gì? Có điều gì không ổn sao? À, ừ không. Jess ấp úng chỉ tay về phía nhà mình, gạt mớ tóc lòa xòa trước trán nói tiếp. Tớ tên là Jess Ahrens. Đúng lúc đó Maybell lò dò đi tới. Vậy nhá, hẹn gặp sau. Jess bỏ đi về hướng nhà mình, quyết định bỏ buổi chạy sáng nay và chuẩn bị vắt sữa bò. Này, Leslie đứng chống nạnh giữa đồng gọi với, cậu ù đi đâu đấy? Tớ có việc phải làm. Jess ngoái cổ lại đáp, khi nó xách chiếc thùng đựng sữa ra để vắt sữa thì Leslie cũng không còn ở đó nữa. Chương 3. Đứa trẻ chạy nhanh nhất khối lớp 5. Từ hôm đó cho đến ngày khai giảng, vào ngày thứ ba tuần tiếp theo, khi ông Turner đưa Leslie Burke vào lớp 5 của cô Myers, Jess đã không hề gặp lại con bé lần nào, mà chỉ thấy nó thấp thoáng từ đằng xa. Leslie vẫn ăn mặc theo kiểu của mình, vẫn chiếc áo màu xanh và chiếc quần cộc cũ kỹ, chân đi giày nhưng không có tất. Hôm nay cả lớp ăn vận chỉnh tề nên chúng nó hết sức ngạc nhiên khi thấy Leslie xuất hiện trong bộ trang phục như vậy. Sự ngạc nhiên lan nhanh ra cả lớp như hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra khắp phòng. Ngay cả Jess hôm nay cũng mặc quần nhung kẻ và áo sơ mi là phẳng phiu. Phản ứng của các bạn trong lớp hầu như không làm Leslie lúng túng. Nó vẫn bình thản đứng trước lớp, dõng dạc nói, xin chào, thế là tôi đã được học cùng lớp với các bạn. Trong khi cả lớp há hốc miệng nhìn nó chằm chằm, còn cô Myers thì đang loay hoay tìm chỗ kê thêm một chiếc bàn nữa cho cô học sinh mới vào. Lớp học quá nhỏ, với 5 dãy bàn đã là quá chật rồi. 31 học sinh, cô Myers cứ lẩm nhẩm đếm sĩ số của lớp mình. 31, chẳng lớp nào có sĩ số vượt quá con số 29 cả, ngoài lớp 5 của mình. Cuối cùng cô Myers quyết định kê thêm một chiếc bàn mới sát tường, ngay gần phía trước bục giảng bài. Hãy ngồi tạm đó đã, Leslie, ít nhất là lúc này vì lớp đông quá. Nói rồi cô ra hiệu cho ông Turner rời khỏi lớp học. Leslie lặng lẽ đợi cho đến khi một bạn trai lớp 7 mang thêm chiếc bàn tới để ngay cạnh lò sưởi dưới cửa sổ đầu tiên. Vẫn không gây ra tiếng động nào, Leslie nhẹ nhàng kéo chiếc bàn về phía trước cho khỏi sát lò sưởi, rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình và một lần nữa nó đưa mắt nhìn cả lớp. 30 cặp mắt đổ dồn vào chiếc mặt bàn cũ, xước nham nhở. Jess cũng dùng ngón trỏ khoanh tròn hình một trái tim, bên trong có hai từ viết tắt BR cộng SK và cố đoán xem chiếc bàn này trước kia đã thuộc về ai. Chắc chắn SK là viết tắt của Sally Cobb. Ở lứa tuổi lớp 5, thường thì nữ sinh hay dùng hình tượng trái tim hơn nam sinh. Nhiều khả năng BR là viết tắt của Billy Root, nhưng Billy đã chuyển đến Minda House từ mùa xuân năm ngoái rồi, nên những chữ viết tắt này phải có trên bàn này từ những năm trước. Xin mời Jess Aaron, Bobby Grace mang những cuốn sổ học lên đây. Cô Myers cố gằn nụ cười đầu năm học nổi tiếng của mình vào từ cuối của câu. Học sinh lớp lớn đồn đại rằng cô Myers không bao giờ cười, trừ hai trường hợp vào ngày đầu tiên và ngày kết thúc năm học. Jess đứng dậy đi lên bảng. Leslie mỉm cười và giơ tay như muốn chào khi Jess đi ngang qua bàn mình. Nó gật đầu đáp lại và không thể không cảm thấy ái ngại cho người bạn mới. Chắc chắn con bé cảm thấy vô cùng lúng túng ngồi ngay phía trước lớp trong bộ quần áo quá soàng dĩnh như vậy vào ngày khai giảng, và nhất là khi nó là một học sinh mới chưa hề quen biết một ai. Jess đặt những cuốn sách xuống theo lệnh của cô giáo, quay về chỗ. Gary Funcher tóm cánh tay khi nó đi ngang qua và hỏi, hôm nay vẫn đi chạy đấy chứ? Jess gật đầu. Gary cười ngạo mạn, nó nghĩ nó có thể thắng được mình chắc. Đúng là thằng ngốc,
Nghĩ tới đó, Jess cảm thấy như có một cái gì đó dâng lên trong lòng. Nó cũng biết là mình đã chạy tốt hơn mùa xuân năm ngoái rất nhiều rồi. Và bây giờ Wayne Pettis đã lên lớp 6, nhất định chẳng bao lâu nữa mình sẽ cho thằng Fletcher này biết tay. Nó đã cố gắng kiềm chế lắm rồi mà vẫn không thể đợi lâu hơn được nữa. Nhất định nó sẽ phải làm cho Fletcher ngã ngửa ra vì ngạc nhiên. Cô Myers phát những cuốn sách giáo khoa số học cho học sinh, như thể cô ấy là tổng thống của nước Mỹ vậy. Mặt lạnh ngắt, chẳng biểu hiện một thái độ nào. Jess cảm thấy cô Myers cũng chưa muốn bắt đầu năm học mới ngay. Và khi không bị giao việc gì, Jess rón rén xé một trang giấy trong vở ra, vẽ ra rất nhiều nhân vật núp dưới những con vật khác nhau và đang nghĩ tên cho từng con một. Đương nhiên, nó cũng cần có một cái tên để bắt đầu câu chuyện. Nó đang cân nhắc giữa hai cái tên con hà mã hoảng sợ. Tên này cũng tạm được, nhưng có lẽ Herbie, con hà mã hoảng sợ, có vẻ hay hơn. Và nếu lấy tên là tình huống của con cá sấu lưng khoằm cũng không đến nỗi tồi. Vẽ gì đấy? Gary Fletcher nhoài người cúi sát vào bàn của Jess. Jess vội khoanh hai cánh tay lại, che trang giấy trên bàn. Chẳng vẽ gì cả. Tao xem nào. Jess lắc đầu từ chối. Gary với sang, cố gạt tay Jess sang một bên. Tao thấy rồi, tình huống của con cá sấu lưng khoằm. Gary rít lên khe khẽ. Tao không phá của mày đâu. Gary vừa nói, vừa bẻ gập ngón tay cái của Jess. Jess cố hết sức lấy tay che bản vẽ của mình và dùng gót giày nghiến vào gót chân Gary. Ôi, đau quá. Có chuyện gì vậy? Cô Myers lúc này chẳng thể nào còn giữ được nụ cười mà cô đã phải cố gắng lắm mới có được. Nó dẫm vào chân em à? Ngồi xuống, Gary. Nhưng nó... Ngồi xuống. Jess Aarons. Nếu không còn một tiếng động nào từ phía cậu thì cũng có nghĩa là cậu sẽ không được ra chơi mà phải ở lại lớp chép từ điển đó. Mặt nóng gian, Jess lặng lẽ cất tờ giấy đang vẽ dở vào ngăn bàn, đầu gục xuống. Suốt cả năm học ấy và cả suốt 8 năm học tiếp theo, nó không hiểu tại sao mình lại có thể nhẫn nhịn được đến vậy. Bọn trẻ ăn trưa ngay tại lớp học, chính quyền quận đã hứa tài trợ bữa ăn trưa cho toàn bộ học sinh của trường Clark Creek trong vòng 20 năm, nhưng có vẻ như họ chẳng bao giờ cung cấp đủ tiền cả. Jess đã hết sức cố gắng để không bị phạt trong giờ ra chơi. Nó lặng lẽ nhai miếng bánh mì kẹp mà không hề mở miệng ra, mắt nhìn chằm chằm vào hình trái tim khắc trên mặt bàn, mặt cho các bạn xung quanh cười nói râm ran. Theo nội quy, lẽ ra chúng không được phép nói chuyện trong bữa ăn, nhưng hôm nay là ngày khai giảng nên ngay cả cô Myers cũng chẳng chịu để cho cái miệng cá ngão kỳ dị của mình được yên. Eo ôi, nó ăn sữa lên men. Mary Louise Peoples ngồi cách Jess hai bàn, nổi tiếng là đứa khó chịu nhất lớp 5, nói: Gọi là sữa chua, đồ ngốc à? Mày không xem truyền hình à? Lần này đến lượt Wanda K. Moore, một đứa nổi tiếng là kiêu ngạo, ngồi ngay đối diện với Jess lên tiếng: Đồ quỷ! Lạy Chúa, tại sao bọn chúng lại không để cho mọi người được yên? Tại sao Leslie Burke lại không thể ăn cái gì mà nó muốn chứ? Nó đã quên là mình đang có phốt và đang cố ăn một cách cẩn thận. Nó cúi xuống húp sữa xoàm xoạp. Wanda Moore quay lại với vẻ khó chịu: Aaron, mày làm gì mà đáng ghét vậy? Jess lừ lừ nhìn con bé rồi lại húp thêm mấy ngụm sữa nữa. Mày ăn uống kiểu gì mà kinh tởm thế? Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên, bọn con trai ngay lập tức đã tiến đến sát cửa. Tất cả các bạn trai về chỗ ngồi. Ôi lạy Chúa, các bạn nữ thì xếp hàng ra sân chơi. Bao giờ nữ cũng được ra trước. Lũ con trai đứng thế thủ ngay cạnh chỗ của mình như bầy bướm mới nở đang cố gắng chui ra khỏi kén. Liệu cô giáo có cho chúng ra chơi không? Nào, bây giờ đến lượt các bạn trai. Bọn chúng vội ùa ra sân. Trước khi cả cô giáo kết thúc câu nói của mình thì bọn chúng đã ở giữa sân rồi. Hai đứa ra trước tiên bắt đầu kéo mũi giày, tạo nên một đường kẻ. Mưa đã làm cho sân trường lún lỗ chỗ, bùn cũng đã cứng lại trong suốt mùa hè, nên bọn chúng không thể dùng mũi giày để gạch đường ranh giới được nữa, mà phải dùng một cái que. Bọn con trai lớp 5 thì vừa giành được vị trí quan trọng của mình, liên tục ra lệnh cho bọn lớp 4 phải làm thế này hay thế khác. Bọn con trai lớp 4 cố gắng trà trộn vào hội lớp lớn, hy vọng không bị phát hiện ra. Bao nhiêu đứa muốn chạy nào? Gary Fletcher hỏi. Tớ, cả bọn nhao nhao trả lời. Thế thì nhiều quá, tất cả bọn lớp 1, 2 và cả lớp 3 nữa đều không được tham gia, chỉ trừ anh em nhà Butcher và Timmy vào thôi.
Tất cả bọn mày đứng dọc hai bên đường theo dõi thôi. Lũ con trai bé tiêu nghỉu ngoan ngoãn rút lui. Được rồi, bây giờ còn lại là 26, 27, cả mày nữa là 28. Đứng và đi Greg. Greg Williams chính là cái bóng của Fancher. Nào, tổng cộng chúng mình bây giờ có 28 người. Chúng ta lại đếm từ 1 đến 4 như mọi khi. Và những người có cùng một số sẽ thuộc về cùng một nhóm và sẽ chạy theo từng nhóm. Biết rồi, biết rồi. Mọi người không còn kiên nhẫn để nghe Gary giảng giải nữa. Jess đang cố gắng hết sức để chứng tỏ chắc chắn năm nay nó sẽ thay thế Wayne Purtis. Jess thuộc về nhóm số 4, như vậy cũng tốt. Nó rất nôn nóng được chạy ngay lập tức, nhưng cũng lại muốn xem mọi người chạy như thế nào sau kỳ nghỉ mùa xuân. Fancher thuộc nhóm số 1, đương nhiên bao giờ nó cũng là người đi đầu. Jess đứng đút tay vào túi quần, thò ngón trỏ của bàn tay phải vào cái lỗ rách trong túi và cười nhạo sau lưng Fancher. Gary đã về nhất trong nhóm số 1 một cách dễ dàng và còn dư sức để tổ chức cho nhóm số 2 chạy tiếp. Một vài đứa con trai lớp bé không đứng xem các anh lớp lớn chạy mà bỏ lên sườn đồi chơi. Jess liếc mắt nhìn, nhận ra có bóng người đi từ trên dốc xuống và vội quay về hướng khác, giả vờ như đang tập trung vào mệnh lệnh của Fancher. Xin chào, Leslie Burke đã đứng ngay bên cạnh. Jess đứng nhích lui ra một chút. Chào, bạn có chạy không? Chút nữa. Nếu như Jess không quay lại nhìn, thì Leslie lại quay lên sườn đồi, nơi nó vừa mới đi xuống. Gary bảo Ian Watson ra lệnh cho cả nhóm bắt đầu chạy. Jess chăm chú theo dõi thấy, hầu như cả nhóm này không có ai bứt lên được. Có cuộc ẩu đả gì đó giữa Jimmy Mitchell và Clifton ngay tại vạch về đích, và mọi người đổ xô lại xem. Jess thấy Leslie Burke vẫn đứng cạnh mình, nhưng không quay lại nhìn. Click! Gary Fancher dõng dạc tuyên bố, Glee đã về đích trước. Cả hai cùng về đích một lúc mà, Fancher. Một cậu học sinh lớp 4 cự lại. Tôi cũng về đích một lúc mà. Glee đã về đích trước. Mặt Jimmy Mitchell méo xẹo, cằm sệ xuống. Tôi về đích trước, Fancher. Anh đứng xa nên đâu có nhìn thấy được. Không nói nữa, Glee Dean đã thắng. Gary dằn giọng, làm ngơ trước sự phản ứng của Jimmy. Không mất thời gian thêm nữa, tất cả nhóm số 3 vào hàng, nhanh lên. Jimmy giơ nắm đấm lên cao thét to, không công bằng, Fancher không công bằng. Fancher quay lưng lại đi về hướng vạch xuất phát. Tại sao không để hai đứa chạy lại trong vòng bán kết, như vậy có phải công bằng hơn không nào? Jess không kiềm chế được nữa và cũng hét lên. Gary đứng sững lại, tiến lại gần và nhìn thẳng vào mặt Jess, rồi quay sang nhìn Leslie Burke đứng ngay bên cạnh. Mày còn muốn gì nữa đây? Giọng Fancher đầy mỉa mai. Sắp tới mày còn muốn chạy cùng mấy đứa con gái chắc? Jess giận sôi lên, mặt nóng gian. Chắc rồi, Jess vội vàng phản ứng. Tại sao không? Vừa nói Jess vừa quay sang hỏi Leslie. Cậu tham gia chạy chứ? Nhất định rồi, Leslie vui vẻ nói. Tại sao lại không chạy chứ? Mày không ngại để cho một đứa con gái chạy thi cùng chứ, Fancher? Thoạt đầu Jess sợ Gary thế nào cũng thụ cho nó một quả nên gồng mình lên, nhưng Gary đã quay ngoắt đi để điều hành đợt chạy của nhóm số 3. Mặc dù vậy, nó vẫn cố giữ để Fancher không nghi ngờ rằng thật sự nó cũng có phần ngại. Cậu có thể chạy cùng với nhóm số 4 đấy, Leslie. Jess cố nói to để Gary có thể nghe được, rồi tập trung vào những vận động viên trên sân và tự nhủ mình cũng có thể làm được như Fancher mà. Bobby Miller về nhất trong nhóm số 3 một cách dễ dàng. Nó là đứa chạy nhanh nhất trong khối lớp 4, chẳng kém gì Fancher, nhưng dù sao cũng không tốt bằng mình. Jess thầm nghĩ và bắt đầu thấy phấn khích thực sự. Làm gì có đứa nào trong nhóm số 4 có thể chạy nhanh hơn mình. Hãy để cho Fancher thấy mình chạy như thế nào. Leslie đứng ngay bên phải và Jess lại nhích về phía bên trái một chút, nhưng Leslie dường như không nhận thấy. Tiếng kèn xuất phát vang lên, Jess vọt lên phía trước, chạy thục mạng, mặc cho nền đất gồ ghề làm chân đau nhói và tưởng tượng ra cảnh Fancher sẽ ngạc nhiên như thế nào khi thấy nó tiến bộ vượt bậc đến vậy. Đám đông đứng xem có vẻ ồn ào bàn tán nhiều hơn so với mấy nhóm trước. Có lẽ bọn chúng cũng đã nhận ra điều gì đó chăng? Nó rất muốn quay lại xem những người khác chạy đến đâu rồi, nhưng lại thôi, vì sợ mọi người nghĩ mình hơi kiêu ngạo, nên vẫn cắm cúi chạy hướng về vạch phía trước. Nó cảm nhận như có ai đó đang vượt lên trước, mặc dù chưa nhìn thấy, nhưng cũng bắt đầu tăng tốc. Nó đã nhìn thấy bóng người đang vượt ngay bên cạnh và càng cố sức chạy nhanh hơn. Nó thở gấp, mồ hôi tràn cả vào mắt cay xè, nhưng vẫn có thể cảm nhận ra cái người mặc chiếc quần cộc, ống cắt lởm chởm đang vượt lên trên và về đích trước nó chưa đầy 3 feet.
Leslie quay lại nhìn Jess, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt rám nắng của nó. Jess ấp úng chẳng nói được gì, vội vàng đi như chạy quay về vạch xuất phát. Lẽ ra hôm nay nó phải giành được chức vô địch trong khối lớp 4 và lớp 5. Vậy mà nó không về nhất, ngay cả trong đội của mình. Chẳng mấy ai vui mừng với kết quả của nhóm số 4. Bọn con trai cũng đều tiêu nghỉu chẳng kém gì nó. Mọi người đều mặc sức chế nhạo. Nó chắc chắn là như vậy, nhưng rất may là lúc này vẫn chưa ai nói câu nào. Được rồi, Fancher giành lại vị trí chủ trì, cố chứng tỏ rằng mình là người tổ chức giải thi chạy hôm nay. Tất cả đứng vào hàng, chuẩn bị cho cuộc đua bán kết. Nói rồi nó bước lại gần Leslie nói, mày vui rồi chứ, bây giờ có thể đi chơi lò cò với lũ bạn gái của mày được rồi đó. Tao đã về nhất trong cuộc đua của nhóm vừa rồi cơ mà. Leslie phản đối, con gái chúng mày không có chỗ ở đây. Gary vừa nói vừa gật gù cái đầu như con bò. Tốt hơn mày hãy biến đi trước khi giáo viên nhìn thấy mày chơi ở đây. Tao muốn tham gia chạy thi, Leslie nhẫn nại nói. Mày đã được chạy rồi đó thôi. Mày muốn gì thế hả Fancher? Tất cả sự tức giận đã bị dồn nén của Leslie như bung ra. Và có lẽ Fancher chẳng thể nào ngăn được nữa. Sao nào, có phải mày sợ không dám chạy đua với một đứa con gái phải không? Fancher vung nắm đấm lên đe dọa, nhưng Jess đã kịp tránh. Đã đến nước này, nó nghĩ chắc chắn Fancher phải để cho Leslie tham gia cuộc đua. Fancher đã buộc phải ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận. Cuối cùng, Leslie đã thắng Fancher. Nó về nhất và quay lại nhìn lũ con trai đang chạy phía sau, mồ hôi mồ kê, nhễ nhại. Tất cả bọn con trai đều trố mắt ngỡ ngàng. Tiếng kẻng lại vang lên. Jess rảo bước qua sân trường, rút tay ra khỏi túi quần chạy lên dốc. Leslie đã gây quá nhiều phiền hà cho nó. Cảm ơn nhiều nhé. Leslie đã đuổi kịp và chủ động bắt chuyện. Cảm ơn cái gì? Jess hỏi lại và ngẫm nghĩ không biết tại sao con bé lại cảm ơn mình. Cậu là người duy nhất đáng kết bạn trong cái trường chết tiệt này. Jess không chắc chắn lắm, nhưng có vẻ như giọng con bé đang run run, nhưng nó quyết không tỏ ra tội nghiệp cho Leslie lần nữa. Thật à? Trên chuyến xe buýt chiều hôm đó, Jess đã làm một việc mà nó chưa bao giờ nghĩ mình lại làm như vậy. Nó ngồi sát vào Maybell và chỉ có như vậy nó mới chắc chắn rằng sẽ không bị Leslie đến ngồi kế bên. Chúa ơi, đứa con gái đó đâu có hiểu tâm địa của mình. Jess ngồi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, nhưng vẫn biết Leslie cũng đã lên cùng chuyến xe và ngồi dãy đối diện với hai anh em nó. Nó cũng có nghe tiếng gọi Jess, nhưng tiếng xe buýt cũng đủ ầm để nó giả vờ như không nghe thấy gì. Đến bến xe gần nhà, nó lại vội tóm tay Maybell kéo xuống thật nhanh vì vẫn cảm thấy Leslie đang ở ngay sát phía sau. Leslie lúc này cũng chẳng muốn bắt chuyện nữa, cũng vội vã xuống xe và đi thẳng về phía khu nhà Perkins. Jess không thể ngoái cổ nhìn. Leslie chạy như thể đó là bản năng của nó, làm Jess nhớ đến một loài vịt hoang thường hay xuất hiện vào mùa thu. Thật nhẹ nhàng, đúng là từ thật đẹp đã xuất hiện trong đầu, nhưng nó đã gạt đi ngay và vội vã về nhà.